Thưa quý vị, cải cách nền hành chính là một trong ba giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế xã hội. Với mục tiêu xây dựng nền hành chính nhà nước chuyên nghiệp, hiện đại, dân chủ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, theo nguyên tắc của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những năm qua, huyện Thủy Nguyên đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương. Từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của tổ chức và công dân, đồng thời thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Hoạt động thì tôi đến phòng một cửa thì nói chung là cái cán bộ công nhân viên ở đây thì nói chung tiếp đón nó rất chu đáo và nhiệt tình. Cái gì không biết thì nó chỉ hướng dẫn cho công nhân được hiểu biết. Và thế thì tôi cũng thường xuyên đến đây thì tiếp xúc với những cán bộ công nhân viên ở đây. Thế nhưng mà được những cái là 1-2 năm đổ về đây là được cái địa phương này nó cho cán bộ công nhân viên là hướng dẫn nhiệt tình và chu đáo. Hôm nay em đến xin cái giấy xác nhận dân sự, mọi việc làm, mọi người làm việc rất là nhanh chóng ạ. Và mọi thứ đều được niêm yết công khai, em thấy hài lòng với quy chế một cửa này. Bên cạnh việc thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông, trên lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy, huyện Thủy Nguyên đã tập trung rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí, quản lý, sử dụng hiệu quả nhân lực phù hợp với tình hình địa phương. Công tác kiểm tra, giám sát công chức, viên chức trong thực thi công vụ được thực hiện tốt, không để xảy ra tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Với sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức,
chất lượng thời gian và hiệu quả giải quyết công việc của các tổ chức, doanh nghiệp và công dân khi có yêu cầu đều được đáp ứng kịp thời. Tỷ lệ giải quyết công việc và trả kết quả bảo đảm quy định về quy trình, thời gian đạt cao. Hoạt động cải cách hành chính công của huyện cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, phù hợp với mục tiêu cải cách hành chính. Huyện tiếp tục quán triệt các đơn vị thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương và thành phố, phấn đấu hoàn thành dự toán ngân sách thành phố và huyện giao, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công khai việc sử dụng ngân sách nhà nước, thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, giảm mạnh kinh phí tổ chức hội thảo, hội nghị, khánh tiết, bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định, đồng thời nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị, tăng cường sự giám sát của cán bộ, công chức, viên chức trong việc sử dụng biên chế, kinh phí để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hiện nay, các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện đã xây dựng được quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó quy định rõ thẩm quyền chi, định mức và các khoản chi cụ thể để đảm bảo cân đối thu chi, bảo quản, sử dụng tài sản công và làm tốt giám sát việc tuân thủ quy chế chi tiêu nội bộ. Đối với hiện đại hóa nền hành chính, đây được coi là nền tảng để xây dựng chính quyền điện tử. Quán triệt nhiệm vụ trên, huyện Thủy Nguyên đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính, góp phần quan trọng giảm chi phí hoạt động, tiết kiệm thời gian, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay, huyện chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính, chú trọng bảo đảm an toàn thông tin mạng. Yêu cầu các xã thị trấn tăng cường việc tiếp nhận hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, cung cấp số điện thoại của đơn vị để hỗ trợ kịp thời người dân và doanh nghiệp trong quá trình sử dụng dịch vụ. Đối với công tác cải cách hành chính, đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng trong công tác quản lý hành chính nhà nước. Đối với địa phương thì bám sát vào sự lãnh đạo của huyện ủy, sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân huyện, thế và các phòng ban, đặc biệt là phòng nội vụ. Đối với địa phương thì chúng tôi là nghiêm túc thực hiện ngay từ đầu năm. Chúng tôi phải xây dựng cái chương trình công tác, xây dựng các cái kế hoạch công tác cải cách hành chính, bám sát vào các cái văn bản chỉ đạo của các chính quyền các cấp để tổ chức thực hiện, để phục vụ nhân dân. Thì năm 2021 chúng tôi được sự quan tâm của lãnh đạo huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban nhân huyện và phòng nội vụ hướng dẫn, cho nên chúng tôi thực hiện cái chương trình cải cách hành chính này là có hiệu quả rất là cao, nhất là cái thực hiện cái nhiệm vụ giải quyết các cái hồ sơ trực tuyến, luôn kiểm tra các cái hệ thống và đôn đốc nhắc nhở không để các cái hồ sơ xảy ra quá hạn, thế rồi là kịp thời giải quyết các cái hồ sơ cơ bản, hồ sơ giải quyết trong ngày, không để kéo dài. Tinh thần là bám sát vào cái sự chỉ đạo của lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện, chúng tôi là thực hiện nghiêm túc trong công tác cải cách hành chính rất là có hiệu quả. Để tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung giải quyết công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để người dân tiếp cận nền hành chính công hiện đại, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển. Đồng thời đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân huyện và các xã thị trấn. Tăng cường triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Triển khai rà soát, thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước. Tăng cường tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính và trách nhiệm thi hành công vụ của người đứng đầu địa phương, đơn vị. Tổ chức tập huấn và bàn giao cổng thông tin điện tử cho các xã thị trấn. Cùng với đó là tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, đưa thông tin cải cách hành chính đến mọi tầng lớp nhân dân, thực hiện thành công việc xây dựng nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chuyển từ quản lý sang phục vụ, mục tiêu mà các cơ quan hành chính nhà nước đang hướng tới.